chào các bạn nha chào mừng các bạn đến với kênh của tại miễn phí trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý khi odc bị đầy 100 phần trăm thành công nha các bạn không nghe lầm đâu là một phần trăm nha thì cái nguyên nhân mà odc nó bị đầy á, thì nó có các nguyên nhân sau đầu tiên là nó chứa quá nhiều file rác thư mục rác mà file hoặc là thư mục mình không có dùng đấy thì cách xử lý là chúng ta sẽ xóa chúng đi bằng cách là vào cái file thư mục đó hoặc là nhấn phím phim đầu trên bằng phím cộng với R để nó xuất hiện hộp thoại rinh Chúng ta sẽ nhấn là phần trăm, tem phần trăm để xóa bớt đi những cái tệp không cần thiết. Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ làm cái cách thứ nhất nha. Đấy. Thì ODC của mình là đây, các bạn nhìn nha. Cộng 39 ghi trống. Thật ra thì bữa trước là nó đầy tới đây rồi này, nhưng mà mình xóa rồi á. Nên mình làm là video cho các bạn để mình chia sẻ thôi. Ở đây là 39 sáu ghi trống nha. thì cách đầu tiên là các bạn sẽ làm gì? là xóa bớt những cái thư mục và file không dùng đấy. chẳng hạn mình vào trong ổ c này, rồi nếu mà trong cái vùng này nó chứa những cái file không cần thiết thì các bạn xóa đi. nhưng mà như thế này thì những cái file này rất là lạ đúng không? thì chúng ta không có xóa. chúng ta sẽ vào những cái phần nữa download này, lại chúng ta xóa ở những cái phần này. vì cái này là gì ạ? À? chúng ta tải về hoặc là vào document này. đấy. nếu mà không có file ở đấy thì chúng ta cũng không thể xóa được chẳng hạn như mình phải vào trong cái Camtasia này đấy thì bốn cái thằng này một hai ba bốn thì khi mà mình sử dụng cái ứng dụng này này cái ứng dụng Camtasia này này thì nó sẽ khi mình quay video á, thì nó cũng xuất hiện ở đây thì sau khi mình quay xong mình sẽ xuất video xong á, thì mình sẽ xóa đi để cho nó bớt dụng như cái này thì gần đến 600 mê này gần một ghi này hai cái này là một ghi hai rồi này đúng không ạ thì chúng ta xóa đi để cho cậu sẽ nó nhảy nhảy bước đây được mà còn bây giờ mình đang quay nên là mình chưa có xóa được Đấy. rồi ngoài ra thì các bạn vào được cái mình này cũng vào trong cái chẳng hạn như Zalo file chẳng Zalo file thì các bạn sẽ thấy dạ những cái file mà gửi lên trên cái ứng dụng Zalo á nó sẽ được lưu vào đây thì các bạn cũng có thể xóa đây Đấy. xóa bước đi. nếu mà không cần thiết thì xóa được mà thì chúng ta sẽ vào những cái phần như thế này hoặc là những dung này cái này thì không có Đấy. chúng ta có thể vào từng cái để mà xem Đấy nếu mà ở đây không có thì thôi còn nếu mà chúng ta mà kiểm tra như thế này chúng ta bật cái chuột phải này để ý chỉ được cái mình nha đi như thế này bật chuột phải này sau đó nhấn property lên này thì tại đây nó chỉ có 1.35 gb thôi thì chủ yếu nó nằm ở đâu ạ à? chủ yếu là nó nằm ở cái Camtasia này thì mình có thể xóa này là được đấy đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là mình sẽ nhấn phím Windows trên cái bọn phím cộng với R để nó xuất hiện cái hộp thoại rinh và nhấn cái phần trăm sau đó nhấn cái tay phần trăm thì các bạn sẽ nhấn phím Windows là cái hình bốn cái ô vuông á cộng phím R rồi nó sẽ ra cái hộp thoại như thế này các bạn nhấn cho mình phần trăm từ AMP thì nó sẽ xuất hiện cái thư mục như thế này thì tất cả những thư mục này nếu mà các bạn chưa dùng lần nào chưa xóa như mình lần nào thì nó rất là nhiều nha và tất cả những thư mục này là thư mục rác các bạn có thể xóa được nha các bạn nhấn Ctrl rồi Nhấn Shift Delete. Shift Delete có nghĩa là phím Shift cộng với phím Delete ấy. Thì mình sẽ nhấn bằng Delete trước để mình chia sẻ cho các bạn luôn. Nhấn Delete này trên bàn phím để xóa ở đây. Đấy. Cái này thì có những cái phần nó đang quay thì các bạn không xóa được. Thì các bạn chọn vào "Do Zip for on kitchen item". Rồi nhấn Skip. này Cái này là đang dùng những cái phần mềm này có những thứ sẽ không xóa được. Tại vì đang dùng máy tính mà, đúng không? Đấy. thứ hai á là khi mà các bạn xóa chúng đi bằng ra những cái cách này rồi á còn có một cách nữa là các bạn phải xóa nó ở gì ạ xóa thư mục ở thùng rác Xóa thư mục ở thùng rác này thì những cái thư mục nào nó chứa ở thùng rác á thì nó cũng chứa đầy dụng dc đó là mặc định rồi nên mình phải xóa cả ở thùng rác nữa thì các bạn sẽ đi vào thùng rác này đây thùng rác này rồi các bạn xóa nó đi một lần nữa hồi nãy những cái file mình xóa thật ra là mình xóa xong nó sẽ lưu ở đây trước Đấy, thì mình phải xóa ở đây hết luôn Ctrl a Shift delete rồi bạn có chắc chắn là xóa vĩnh viễn hai cái ba cái file này không thì nhấn yes rồi như vậy là xóa xong Đấy. thì đó là cách thứ nhất để mình cải thiện cái ổ đĩa c để nó trống bước ra dục lượng thứ hai đó là ổ đĩa c nó chứa quá nhiều ứng dụng thì cách xử lý chúng ta sẽ xóa bớt ứng dụng không cần thiết và khi mà chúng ta tải ứng dụng về đặt file cài đặt ở ổ đĩa khác đúng mà ổ đĩa khác thì uh, chẳng hạn như bây giờ mình vào cấp cất chẳng hạn cấp cất cấp pc đây Đấy. chẳng hạn như bây giờ mình uh, vào con này nha Đấy. nó đang tải xuống này thì cái này nó hơi lâu nhưng mà khi mà ta xuống á thì các bạn nhấn vào đây này Đấy, các bạn à, nhấn chuột phải nhấn vào đây sau đưa tới đây nhấn chuột phải chọn là hiển thị trong thư mục này hiển thị trong thư mục này Đấy, thì của mình á khi mình tải bất cứ một ứng dụng hay là một cái file gì từ cái trong web này á thì nó sẽ trải về ODA chứ không phải là mặc định ODC nữa còn trong trường hợp nếu mà các bạn không thay đổi cái địa chỉ tải mặc định á thì nó sẽ vào trong gì ạ à? nó sẽ vào trong ổ DC này vì vậy thì gì dạ. vào trong ổ C nó sẽ làm đài ổ C còn mình là mình thay đổi rồi còn thay đổi như thế nào á thì mình sẽ chỉ cho các bạn nha còn cái này thì mình không dùng nữa mình tắt đi vì mình đã tải rồi này số này để mà được dừng Xóa. Đấy. So. Đấy. thì các bạn sẽ tải về trên cái ổ đĩa khác không lưu ổ đĩa C các bạn hiểu không à? không lưu ổ đĩa C vì như vậy nó sẽ làm đầy ứng dụng Đấy. rồi bây giờ đến là những cái web nó bị nặng file từ web nhiều lưu về ổ đĩa C mà nó không lưu vào đĩa uh, à, IOD như mình nói á thì các bạn sẽ làm gì ạ? Để xóa dữ liệu web, các bạn chọn vào cái ba gạch, cái qua chấm này này. Bên ta phải, ok. Sau đó các bạn chọn gì ạ? Vào chữ lịch sử này, lịch sử. Tới đây, các bạn sẽ chọn vào chữ đó là xóa dữ liệu dữ web nha. Và các bạn chọn cái thời gian xóa, vân vân. Chẳng hạn như mình xóa luôn làm được. Xóa dữ liệu web này. Đấy, các bạn có thể chọn gì ạ? Từ trước đến nay này. Rồi các bạn tích khách lịch sử cookie rồi tệp hình ảnh văn văn các bạn xóa đi thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều nha lại cùng mình thì mình không muốn xóa mình để cho nó như vậy luôn thứ hai là khi mà các bạn tải file hoặc là tải một cái video từ cái trong web về máy tính các bạn sẽ thay đổi cái thư mục bằng cách thì các bạn sẽ nhấn vào cô dấu ba chấm này đi lúc nãy sau đó các bạn sẽ đưa chuột xuống chọn một chữ cài đặt sau đó ở cái phần này các bạn sẽ đưa con chuột rau của mình đấy chữ là tệp đã tải xuống bạn click vào đây sau đó chỗ vị trí này thì đây là lúc mà mình tải bất cứ một cái nội dung gì từ cái trong web này cái trường này nó sẽ lưu ở vị trí này vì vậy thì mình thay đổi gì từ ổ đĩa C thành nội đĩa A đủ F của mình đúng mà đấy còn ở đây là mình đã thay đổi từ đĩa C thành cái đồ A và ở cái thư mục là download Chrome rồi đấy lý do mình đặt ở đây là có Download ở góc góc này, nãy mình đặt Download ở Chrome nếu mình download ở cấp cấp thì mình sẽ tạo một cái thư mục ở cấp cấp là để cho nó riêng biệt đó là cách mình sắp xếp được mà và nó sẽ không ăn nhầm gì cái lưu lượng của ODC vì vậy nó sẽ tạo khoảng trống cho ODC hoạt động máy nó trần tru hơn rồi cái thứ tư là dọc dẹp hệ thống xóa với cái file rác không cần thiết ODC thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này nha thì các bạn sẽ vào trong cái ODC ZPC này sau đó ở cái ODC này các bạn đưa công chuột tới nhấn vào chuột phải chọn property Đấy. Thì các bạn sẽ thấy cái thư mục này hiện lại như thế này Thì các bạn sẽ nhấn vào chữ Dick Cleanup, Mình chọn này này Đấy. Để cho nó tự chạy nha Mình thì mình hôm qua mới làm cái này rồi Nên là giờ nó có rất là ít file Rồi sau khi các bạn tích hết những cái này cho mình Những file này là những file rác nha Không cần thiết nha sau đó các bạn nhấn OK. Rồi nhấn Delete File. Rồi các bạn để im cho nó xóa nha. Rồi sau đó nhấn OK. Đấy. Như vậy thì mình đã làm theo bấm cách. Và cách cuối cùng đảm bảo sạch 100% những cái file rác, những cái file không cần thiết đó là các bạn sẽ tra từng thư mục trong ODC để xóa bỏ các file rác video thư mục sinh ra khi sử dụng các ứng dụng như Zalo, Facebook, Camtasia, cấp cấp. Cách này là đảm bảo 100% nha. Mình xin hứa với các bạn luôn. Đấy, nếu mà các bạn không xóa được thì không còn cách nào khác nữa nha. Chắc chắn luôn. Đấy. Thì các bạn sẽ vào trong chính của ODC. Đấy. Thì khi các bạn vào ODC á, các bạn sẽ thấy như thế này. Nhưng mà để hiện lên tất cả các file á, thì không phải là các bạn vào nó sẽ hiện được đâu trường hợp đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào cái chỗ này này bấm vào cái mũi tay này này cho nó xuống này để nó hiển thị cái thông tin như này sau đó các bạn chọn vào cái gì ạ à? cái tab view này này view này sau đó các bạn đưa vào bên phải á nó có chữ hidden item đây có nghĩa là hiển thị phải ẩn được mà đấy các bạn thấy nó nó lên file không mình sẽ cho các bạn xem lại nha đấy đấy các bạn thấy không đấy thấy khác biệt nhau không là nó có phiên ẩn, còn lúc nãy là không có đấy thì khi các bạn tra ra như thế này rồi thì các bạn bắt đầu tìm kiếm xem những cái thư mục này nó chiếm bao nhiêu dung lượng các bạn nhấn chuột phải chọn property xem nó chiếm bao nhiêu dung lượng thì nó cũng không có dung lượng luôn rồi from file rồi các bạn nhấn property lên này thì cái thằng này nó chiếm khá là nhiều dung lượng này rồi thằng này nó chiếm là 13.5 gb này thì bây giờ mình sẽ kích đứt chuột của nó xem tất cả những cái này nó ở cái file gì đầu tiên đó là ở Adobe thì cái này mình không đụng vào vì nó không phải là file rác chúng ta vào Google Chrome rồi. rồi cũng không có file gì rác hết chẳng hạn như đến cái program chúng ta vào chữ Google bật chuột phải nhấn property cũng có 700 mê không đúng hình ảnh nhấn vào property lên có 1.49 mê thì cũng không bao nhiêu cái này chuột phải nhấn property lên thì 2.55m. Như vậy chúng ta sẽ tìm từng ô như vậy nha. Đấy, Microsoft này thì không cần, chúng ta sẽ vào cái Testmix là ứng dụng này. Property. Thì có 278m, lại không không nhiều. Đấy, thì cái phần này là không có nhiều. Chúng ta sẽ vào cái khác. Thì chúng ta sẽ vào cái Microsoft fix property này. Chúng ta sẽ kiểm tra từng thư mục nha. Thì phần này chủ yếu nó đánh từ dạ. cái file của thằng Windows đó, nó nhiều. Nên là nó dính thôi. Chúng ta sẽ vào tiếp tục ở những cái thư mục khác. Đặc biệt là cái thư mục dạ. user này này. Người dùng ấy. Mình sẽ bật các bạn xem nó chiếm bao nhiêu file nha. Bao nhiêu ghi nha. Một cái mục user này thôi vì mình đa số là mình dùng những cái trang web à, như cấp cất ứng dụng như cấp cất rồi à, Camtasia rồi uh, OBS đấy thì nó sẽ chủ yếu là nằm ở phần này và phần này có thể xóa được thì đấy thì nó chiếm đến 33 g này ba g này bây giờ thì mình sẽ vào gì ạ admin editor đấy bây giờ mình bật lên property đấy nó cũng chạy này đấy do mình xóa nhiều rồi nên là mình biết nó nằm ở đâu còn nếu mà các bạn chưa biết á, thì có thể tra như mình thì đa số nó sẽ nằm ở phần này thôi Đấy, các bạn sẽ vào có văn đó là app data này Đấy, các bạn vào cho mình chữ local này ở đây thì nó sẽ hiển thị các cái thư mục cái địa điểm mình lưu những cái file cái rác rồi gì lưu hết ở đây thì các bạn vào chỗ Adobe ấy. bạn nhắn property lên không ăn thua rồi cấp cớt property lên Tại cấp cất đến 10 GB rồi này. 10 gây rồi này. Các bạn thấy không ạ? À? Thì chúng ta sẽ vào cấp cất. Rồi, chúng ta vào video. Đây, có quá nhiều video ở đây rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ dạ, Xóa. Thư mục đây rồi, rồi thư mục rác của cấp cất đây rồi. Đấy. Chúng ta sẽ xóa ở đây. Ctrl A. Nhấn Delete. Đấy. User data. Này thì không có không 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 có thư mục gì bao nhiêu đâu protein này để xem nó có bao nhiêu gì rồi 2.50 gây là 2.5 gây chúng ta sẽ vào phần uh, cách tre Đấy, property này rồi như vậy thì chủ yếu nó ở năng phần cách tre này thì chúng ta sẽ tìm vào những cái thư mục đây property tre kỳ Đấy, chúng ta sẽ tìm từng cái thứ mục nha Đấy. nhưng mà cái này à cách chơi chúng ta sẽ xóa được nha ở phần email uh, nè này Đấy, để xóa được email gì ạ là tranh ảnh á chúng ta nhấn ctrl rõ lòng được wow. shift ship đều chết luôn cái cây gì là những cái thư mục mà trong quá trình mình sử dụng ấy, thì mình làm những cái hình ảnh video ấy thì nó nằm ra đây để các bạn có thể xóa được đúng không ạ? chúng ta xóa được đây. rồi vậy là xong. chẳng hạn như download là không có gì, cũng không có download. rồi chúng ta tiếp tục vào uh, local chúng ta tìm những ứng dụng khác. chẳng hạn như uh, test mix chẳng hạn, uh, camtasio. rồi ở đây thì có quá nhiều file này rồi. những cái thư mục như thế này á mà nó không có tên tuổi gì á thì chúng ta không đụng vào còn những cái video như thế này là gì trong quá trình mà sử dụng á nó sẽ tự động lưu ở đây thì các bạn nhấn chữ đây rồi nhấn chữ ship rồi các bạn nhấn uh, ship trên bàn phím nhấn phím delete để nó xóa hoàn toàn nha rồi xóa đi ok như vậy là đã xong rồi này chữ bằng local đến Zalo PC rồi chúng ta chữ uh, từ một trống rồi không có gì không có gì Yellow PC để xem thử nó có file nhiều không Rồi Yellow PC không tốn nhiều Rồi cái này phải cài đặt Rồi Ray of Game Rồi cũng không tốn nhiều luôn Như vậy ở phần này nó đã giảm đi rất là nhiều rồi Mình lên Rồi thằng này có 5 mê chúng ta sẽ tiếp tục tìm sử dụng gì nó chiếm trong này trên lưu data rồi cái thằng à, uh, cách tre đây đấy tre cách này thì cái gì ạ cái, uh, cái, lịch sử của nó thôi nó lưu lại thôi bây giờ cái này cần ra thì giống như lúc nãy ấy, các bạn nhắn xóa thôi xóa đặt skip đọc lại skip rồi ok đấy thì lúc nãy mình có dùng Melo thì các bạn sẽ xóa bước đi ở cái phần cách tre này là giống như cách tre của thằng à, trong web ấy. thì các bạn xóa vào thì khi mà các bạn kiểm tra từng cái như thế này ấy, thì chắc chắn là cái máy tính của các bạn nó chỉ cầu những cái file cần thiết thôi còn những cái file không cần thiết cái dữ liệu không cần thiết khi mà các bạn sản sinh khi mà làm video ấy, thì chắc chắn 100% nó sẽ hết và các bạn dưới cho mình ở cái chỗ ấy để mà nó hiện thị đầy đủ như thế này ấy. Thì các bạn phải vào cái mũi tên bên này Đấy, bấm xuống Rồi nhấn vào chữ Search View Rồi chọn ở bên này là chọn chữ Hidden Item nha Ok, như vậy thì trong video này Tại miễn phí để hướng dẫn cho các bạn Cách để xử lý cổ DC khi bị đài Và nếu các bạn thấy video này hay Hãy cho mình một like Và đăng ký kênh điện hộ mình nha Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo